Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ cùng các em đi tiếp phần cuối cùng của chương 1. Đó là bốn mục 4 tính toán truyền nhiệt và thiết bị truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt. Thì bài hôm trước mình đi 4.1 là tính toán các quá trình truyền nhiệt. Thì hôm nay mình sẽ đi tiếp cái bài này, đó là 4.2 là tính toán các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt nhé các em. Thì để tính toán các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt này được và một cách chính xác thì các em phải biết được một số khái niệm cơ bản về nó. Thì trước hết là thầy đi mục đầu tiên là khái niệm về thiết bị trao đổi nhiệt. Vậy cái thiết bị trao đổi nhiệt đó là nó định nghĩa như thế nào? Thì bây giờ trong sách giáo trình thầy đã định nghĩa rất rõ, nhưng mà hôm nay thầy sẽ nhắc lại cho cô đọng cho các em là thiết bị trao đổi nhiệt, đúng chưa? Là một cái thiết bị vận chuyển năng lượng nha, vận chuyển năng lượng từ vị trí này đến vị trí khác. Hoặc là từ dòng lưu chất này đến dòng lưu chất khác khi chúng tiếp xúc với nhau và chênh lệch với nhau về nhiệt độ nhằm phục vụ cho một yêu cầu công nghệ nào đó. Thì người ta gọi là cái thiết bị đó là thiết bị trao đổi nhiệt. Tất cả mà các thiết bị mà nó vận chuyển năng lượng từ vị trí này đến vị trí khác, từ dòng lưu chất này đến dòng lưu chất khác khi chúng tiếp xúc với nhau và có chênh lệch nhau về nhiệt độ nha, nhằm phục vụ cho mục đích yêu cầu của công nghệ đặt ra. Thì tất cả thiết bị đó người ta gọi là thiết bị truyền nhiệt nha các em. Vậy người ta phân cái thiết bị trao đổi nhiệt này, người ta phân thiết bị trao đổi nhiệt này nó làm hai loại. Đó là trao đổi nhiệt trực tiếp và trao đổi nhiệt gián tiếp. Các em hiểu như vậy thì để hiểu rõ trong cái quá trình tính toán này thì mình phải hiểu từng cái phương thức trao đổi nhiệt nó như thế nào. Thì đến thì hôm nay thầy sẽ nói cho các em biết. Trao đổi nhiệt trực tiếp, thầy lấy một cái ví dụ đơn giản này. Các em có hai dòng lưu chất nóng và lạnh nha. Các em có hai dòng lưu chất nóng và lạnh. Cái dòng lưu chất nóng có nhiệt độ 80 độ C, cái dòng lưu chất lạnh có 20 độ C, được chưa? Mục đích là mình sẽ làm nguội cái dòng mình sẽ làm nguội cái dòng lưu chất nóng 80 độ C đó bằng cách mình cho hai dòng lưu chất này đi vào trong một thiết bị hình trụ nha, thiết bị hình trụ. Thì cái chuyện gì xảy ra ở đây? Thì các em, thầy sẽ giảng cho các em nè. Khi cho dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh vào cùng một thiết bị nha, tiếp xúc trực tiếp với nhau, tiếp xúc trực tiếp với nhau vào trong một cái thiết bị hình trụ, thì tại đây khi chúng hòa trộn với nhau thì nó xảy ra cái quá trình trao đổi nhiệt ngay, đấy chưa? Như vậy thì cái dòng lưu chất nóng, đấy chưa, nó sẽ truyền cho cái dòng lưu chất lạnh. Dòng lưu chất nóng là 80 độ C, nó truyền cho dòng lưu chất lạnh 20 độ C. Khi mà nó truyền như vậy thì nó mất năng lượng không các em? Nó truyền nó trao đổi nhiệt thì dòng lưu chất nóng nó sẽ mất năng lượng. Nó mất năng lượng thì cái nhiệt độ của chúng giảm xuống, đúng không? Để chắc chắn rồi, đấy chưa? Vậy thì nó sẽ truyền cho cái dòng lưu chất lạnh, vậy là nó cho cái dòng lưu chất nóng này cho năng lượng, và cái dòng lưu chất lạnh đó nó sẽ nhận năng lượng của dòng lưu chất nóng, đúng chưa? Có cho có nhận, đúng không? Nó nhận năng lượng của dòng lưu chất nóng thì cái dòng lưu chất lạnh cái nhiệt độ nó tăng lên, đúng chưa? Nó tăng lên nó cho cái năng lượng, nó bản thân của nó cái năng lượng nó tích lũy thì cái nhiệt độ nó tăng lên. Vậy thì một cái dòng lưu chất nóng nó giảm xuống, dòng lưu chất lạnh nó tăng lên. Vậy quá trình trao đổi nhiệt này kết thúc khi nào? Khi nhiệt độ của dòng lưu chất nóng bằng cái nhiệt độ dòng lưu chất lạnh thì lúc đó quá trình truyền trao đổi nhiệt này kết thúc, hay truyền nhiệt này kết thúc. Người ta gọi là trạng thái đó, người ta trạng thái cân bằng. Thế các em. Do đó để làm nguội cái dòng lưu chất nóng thì các em sẽ lấy dòng lưu chất lạnh hòa trộn với nhau ở quá trình hòa trộn trực tiếp với nhau, trao đổi nhiệt trực tiếp ngay ở trong cái thiết bị đồ này, người ta gọi là trao đổi nhiệt trực tiếp thôi, đúng không? Thầy lấy một cái ví dụ thứ hai nha.
Các em lấy các em thầy lấy một cái ly ví dụ trong cuộc sống hàng ngày thôi. Các em múc một cái ly chè đã nóng ở trên bếp. Vậy thì làm sao mình ăn được? Nóng quá, nó nóng ở cái nhiệt độ 100 độ đến 90 độ đến 100 độ C. Thì bằng cách đó, các em sẽ lấy cục đá trong tủ lạnh đó, bỏ vào. Thì tại đây nó quá trình trao đổi nhiệt trực tiếp nó ngay. Được chưa? Thì cái năng lượng của cái chè, năng lượng của chè nó là vận chuyển vào, nó sẽ trao đổi nhiệt với cục đá, nó là làm nâng cái nhiệt độ của cục đá dưới 0 độ C lên tới 0 độ C và thực hiện quá trình tan chảy, đúng chưa? Mà khi nó truyền năng lượng ấy, thì nó sẽ mất năng lượng, thì nó sẽ giảm năng lượng, sẽ giảm nhiệt độ xuống, đúng không? Còn viên đá sẽ nhận năng lượng, nó sẽ làm tăng nhiệt độ dưới 0 độ C, tăng đến 0 độ C và nó thực hiện quá trình tan chảy, đúng chưa? Thì như vậy thì đến một lúc nào đó quá trình tan chảy xảy ra thì nhiệt độ của ly chè giảm và nhiệt độ của cục đá nó tăng lên, và cái quá trình này kết thúc khi nhiệt độ của chúng bằng nhau, được chưa? Và ly chè nguội các em ăn được dễ dàng, không khó khăn gì. Vậy thì trao đổi nhiệt trực tiếp đây là như thế nào em? Trao đổi nhiệt trực tiếp là gì? Thì qua hai ví dụ đó mình có thể định nghĩa, thấy chưa? Trao đổi nhiệt trực tiếp thầy lấy thầy nói cho các em vấn đề này. Khi cho vật vật đó có nhiệt độ vật nóng đó, có nhiệt độ cao tiếp xúc với vật lạnh có nhiệt độ thấp, để tiếp xúc trực tiếp với nhau nha, thì lập tức nó có một cái dòng năng lượng dịch chuyển vận chuyển từ bên dòng bên vật chất nóng qua vật chất lạnh, được chưa? Và khi khi nó vận chuyển như vậy thì cái vật chất nóng nó mất năng lượng, nó giảm nhiệt độ xuống, được chưa? Rồi cái dòng á, rồi cái vật chất lạnh nó nhận năng lượng, nó làm tăng nhiệt độ lên. Với quá trình trao đổi nhiệt như vậy, tiếp xúc trực tiếp ở trao đổi nhiệt như vậy, người ta gọi là quá trình trao đổi nhiệt trực tiếp, được chưa? Và quá trình trao đổi nhiệt kết thúc khi chúng là cân bằng về nhiệt, là nhiệt độ của chúng bằng nhau. Rồi đó là thầy nói về trao đổi nhiệt trực tiếp. Bây giờ thầy đi trao đổi nhiệt gián tiếp. Trao đổi nhiệt gián tiếp này. Các em thấy cái máy điều hòa nhiệt độ của mình đó, ga đi trong ống này. Được chưa? Ga đi trong ống rồi không khí nó đi ngang qua bên này, nó trao đổi nhiệt. Không khí ga đi trong ống có nhiệt độ khoảng là từ 65 cho đến 68 độ C, ở ga mô chất lạnh đi trong này, được chưa? Thì người ta mục đích người ta sẽ làm nguội cái mô chất lạnh này xuống từ 40 đến 45 độ C, thì lúc đó nó thực hiện quá trình ngưng tụ, được chưa? Thực hiện quá trình ngưng tụ phục vụ cho hệ thống lạnh. Thì người ta làm mát nó bằng cách nào? Bằng cách người ta sẽ thổi một cái dòng không khí chạy ngang qua đây, dòng không khí của mình nó có cái nhiệt độ từ 33 đến 35 độ C, được chưa? Thậm chí ở về mùa đông thì có nhiệt độ 22 độ C. Đó, nó sẽ trao đổi nhiệt với ga đi trong ống này, được chưa? Vậy khi có gì nhiệt độ, khi cái dòng không khí, dòng không khí nó chạy qua bên này có nhiệt độ thấp như vậy, thì ga ở trong này có nhiệt độ cao, nó sẽ trao đổi nhiệt với phía bên ngoài, nó truyền qua cái vách ống này này, nó trao đổi nhiệt với không khí, truyền qua cái vách ống này này, hoặc là truyền qua cái cách cánh tản nhiệt đây, cái vách ống này bên bên này nó chưa có cánh tản nhiệt, bên này nó có cánh tản nhiệt đấy. Như vậy thì không khí nó đi và nó sẽ được cái quạt đó, thổi qua, còn ga nó đi trong này có nhiệt độ cao, nó sẽ truyền qua vách ống và nó sẽ trao đổi nhiệt với không khí bên ngoài. Tại vì bên ngoài không khí ở bên ngoài là có nhiệm vụ làm mát mà nó có nhiệt độ thấp, được chưa? Vậy quá trình mà trao đổi mà qua thông qua một cái vách ống như vậy, người ta lại gọi là trao đổi nhiệt gián tiếp nha các em. Các em sẽ thấy cái máy điều hòa nhiệt độ của mình là có những cái cánh tản nhiệt đó, ở cái cục nóng á, cái dàn nóng người ta gọi là cục nóng, được chưa? Thấy không? Ga đi trong, được chưa? Và không khí đi ở ngoài nó làm mát, thì nó ngưng tụ cái ga ở trong này trước khi nó đi về van tiết lưu. Các em chú ý vấn đề van tiết lưu như thế nào thì hôm sau mình đọc chương 4 mình sẽ biết được cái vấn đề này, được chưa? Lấy một cái ví dụ thứ hai, thầy lấy một cái ví dụ thứ hai cho các em nè, được chưa? Đây có hai dòng lưu chất đây, dòng lưu chất đó, nó đây, dòng lưu chất thứ nhất nó đi trong ống, cái dòng lưu chất này nó đi trong ống này. Cái thiết bị này có nhiều cái ống song đặt song song với nhau nha các em, đặt song song với nhau. Vậy thì cái dòng lưu chất này nó đi vào và nó đi ra phía bên này, nó đi vào đây dòng lưu chất đó. Dòng lưu chất này á, là nó có cái nhiệt độ cao đi, nó đi vào đây và nó ra đây, nó ra ở cái này. Và cái dòng lưu chất lạnh á là nó đi vào
nó đi ngoài ống này, nó đi ngoài không gian trắng này, người ta gọi đi vào cái thiết bị này và nó ra ở phía bên dưới này, dòng lưu chất lạnh nó ra bên này. Và khi như vậy dòng lưu chất nóng này nè nó sẽ tiếp xúc gián tiếp thông qua cái vắt ống đúng không, với cái mô chất lạnh này để nó trao đổi nhiệt. Cái thiết bị này người ta gọi là thiết bị, cái phương thức này người ta gọi là phương thức trao đổi nhiệt gián tiếp cho các em, thấy chưa? Để trao đổi nhiệt là dòng mô chất nóng nó đi trong ống, dòng mô chất lạnh đi ngoài ống, hai đứa này nó tiếp xúc với nhau gián tiếp qua cái vắt ống truyền nhiệt. Ống này người ta gọi là ống truyền nhiệt. Thì trao đổi nhiệt như vậy người ta gọi là trao đổi nhiệt gián tiếp. Và trao đổi nhiệt gián tiếp thì trong công nghiệp sử dụng rất là nhiều. Vì sao? Vì nó bảo toàn được cái dòng lưu chất lạnh và bảo toàn được cái dòng lưu chất nóng, hai đứa này nó không tiếp xúc trực tiếp với nhau, được chưa? Nó được tách rời nhau, được chưa? Tách rời nhau. Ê, cho nên là nó được ứng dụng rất phổ biến trong công nghiệp. Ví dụ như các em lấy rượu đi, có nhiệt độ cao, được chưa? Là đi trong ống, còn nước đi ngoài ống để làm mát rượu. Mà các em mà dùng cái phương pháp trao đổi nhiệt trực tiếp thì coi như là hòa trộn với nước với rượu thì thôi là không được. Cho nên là trong công nghiệp người ta sử dụng đa phần là sử dụng trao đổi nhiệt gián tiếp. Để hai dòng lưu chất này nó được tách rời nhau để phục vụ cho cái quá trình công nghệ đặt ra. Thì chứ có hòa trộn lẫn với nhau như vậy á, thì nó sẽ lúc cái quá trình tinh sạch của mình càng là khó. Được chưa? Mình đã sạch rồi, nó là dòng lưu chất nóng là bản thân của nó là tinh sạch rồi, bây giờ mình cho nó trao đổi nhiệt trực tiếp như vậy nó hòa trộn với nhau, lúc lúc đó là kết thúc cái nhiệt độ nó giảm nhưng mà mình phân tách nó ra như thế nào. Ở cái này như vậy trong công nghiệp á, người ta cái phương pháp trao đổi nhiệt gián tiếp sử dụng rất phổ biến, còn trực tiếp là sử dụng tùy theo yêu cầu mức độ công nghệ đặt ra phù hợp thì người ta mới sử dụng, còn không người ta ít sử dụng nha các em. Đó. Như vậy á thì các em tới đây các em sẽ thấy nè, vậy trao đổi nhiệt gì, trao đổi nhiệt gián tiếp như thế nào. Trao đổi nhiệt gián tiếp là coi như là cái đây là quá trình vận chuyển năng lượng từ dòng lưu chất nóng qua dòng lưu chất lạnh thông qua vách ống trao đổi nhiệt đấy, hay là thông qua bề mặt truyền nhiệt đúng không, thì người ta gọi là trao đổi nhiệt gián tiếp. Các em chú ý cái vấn đề đó, thấy chưa? Và cái quá trình cân bằng năng lượng của cái phương pháp này, tại vì cái phương pháp á, trao đổi nhiệt gián tiếp ứng dụng trong công nghiệp rất là nhiều, cho nên là cái tính toán của cái phần trao đổi nhiệt gián tiếp cực kỳ khó, còn trao đổi nhiệt trực tiếp là áp dụng cái định luật cân bằng năng lượng là nó ra ngay, đặt khối lượng với năng lượng nó ra ngay, cái đó dễ. Cho nên là thầy không có trình bày nhưng mà thầy trình bày trong cuốn giáo trình để các em về nhà xem cái tính toán phần năng lượng đó. Còn cái phần mà năng lượng cực kỳ khó là coi như cho thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp em khó, cho nên là thầy sẽ trình bày kỹ càng để các em sau này các em ra trường các em có thể có khả năng tính toán và thiết kế cái thiết bị trao đổi nhiệt phục vụ cho quá trình sản xuất của mình. Thì như vậy á, các em sẽ thấy nè, cái dòng lưu chất nóng á là nó đi trong ống đúng không, dòng lưu chất lạnh nó đi ngoài ống, vậy thì dòng lưu chất nóng nó sẽ đi ở cái nhiệt độ vào ở đây là cao nhất, được chưa, và ra đây là thấp nhất. Cái dòng lưu chất nóng ra đây thấp nha, bên này này là cao, ra đây là thấp. Vì sao? Vì nó sẽ trao đổi nhiệt với dòng lưu chất lạnh thì nó mất năng lượng, thì cái nhiệt độ ra của dòng lưu chất nóng này nó giảm đúng không. Còn dòng lưu chất lạnh này là nó đi vào là nhiệt độ thấp nhưng ra là nhiệt độ cao, vì sao? Vì nó nhận năng lượng mà đúng không, nó nhận năng lượng thì lúc đó là nó làm tăng nhiệt độ lên. Cái dòng này, các em chú ý cái vấn đề này, dòng lưu chất nóng vào nó có nhiệt độ cao, ra là nhiệt độ thấp là do nó là tỏa năng lượng, nó cho năng lượng, được chưa, thì nó mới thấp. Ở đây quá trình này là quá trình làm mát hoặc làm nguội. Còn cái dòng lưu chất nóng, còn lưu chất lạnh này vào thì cái nhiệt độ thấp, ra thì nhiệt độ cao, vì nó nhận năng lượng em, được chưa, nó nhận năng lượng. Cái quá trình này người ta là cái quá trình đun nóng đúng nha, đun nóng nó làm tăng nhiệt độ, và cái nhiệt mà của dòng lưu chất nóng cho đúng nha, nó luôn luôn bằng cái dòng lưu chất lạnh nhận, được chưa. Vậy thì bây giờ thầy gọi nè, cái alpha cái dòng lưu chất nóng này có hệ số tỏa nhiệt là alpha 1, được chưa, và diện tích bề mặt trong của cái ống trao đổi nhiệt này là t F trong nha, F trong, bây giờ và độ chênh lệch nhiệt độ của nó là giữa hai môi trường 1 và 2,
Là coi như là độ chênh lệch nhiệt độ của chúng là giữa cái dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh. Đây là thầy viết là cái phương trình định nhiệt, cho nên cái quy của nó được viết dưới dạng này. Đây viết dưới dạng là phương trình Newton Riemann thôi các em, được chưa? Thì quy nó sẽ bằng là alpha 1 nhân cho S trong, alpha 1 là hệ số tỏa nhiệt của dòng lưu chất nóng, nhân cho cái diện tích bề mặt trong của đường ống, nhân cho độ chênh lệch nhiệt độ giữa cái dòng lưu chất nóng và lưu chất lạnh nha các em. Đấy, dòng lưu chất nóng là đi bên trong, dòng lưu chất lạnh đi bên ngoài. Đó. Nó luôn luôn bằng theo định luật Newton Riemann mà. Cái này là cái năng lượng này, năng lượng tỏa ra này là nó cho này, còn bên này năng lượng nhận này thì nó sẽ bằng là alpha 2 F ngoài. F ngoài là diện tích bề mặt ngoài, được chưa? Nhân cho độ chênh lệch giữa nhiệt độ giữa là cái dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh, nó luôn là không đổi. Như vậy thì ở đây alpha là hệ số tỏa nhiệt của dòng lưu chất lạnh đi bên ngoài không? Các em chú ý cái vấn đề đó. Được chưa? Ở đây là phương trình cân bằng nhiệt, bên này là cho này, năng lượng cho, còn bên này phải năng lượng nhận. Và phương trình này viết dưới dạng truyền nhiệt là truyền qua vách ống nha các em. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Do đó cái này là không đổi, cho nên là ở đây ta sẽ có này. Bên này có delta T, bên này có delta T, ta bỏ cái delta T này, cuối cùng ở đây ta thấy hệ số cấp nhiệt đó. Tích của hệ số cấp nhiệt với bề mặt truyền nhiệt ở bên trong nó luôn luôn bằng cái hệ số cấp nhiệt của môi trường bên ngoài và nhân cho để diện tích trao đổi bề mặt ngoài. Các em chú vấn đề đó. Bây giờ phương trình là M4.184. Các em chú ý hai cái phương trình đó để sau này mình tính toán truyền nhiệt nhé. Đó, nhưng có những cái khái niệm về thế nào là truyền nhiệt gián tiếp, thế nào truyền nhiệt trực tiếp. Thì mình đi qua cái mục thứ hai là 4.2.2. Phân loại thiết bị trao đổi nhiệt. Thì có nhiều cách phân loại khác nhau các em. Thì trong này thầy sẽ liệt kê ra là cái có ba cách cái phân loại cơ bản. Là phân loại đầu tiên là phân loại cái quá trình, căn cứ vào cái quá trình trao đổi nhiệt thì người ta sẽ phân loại thiết bị truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt ra làm hai loại thôi, là thiết bị trao đổi nhiệt trực tiếp và thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp. Đó, giống như khi nãy thầy ví dụ đó. Đấy nha. Và nếu căn cứ vào cái tính chất trao đổi nhiệt thì cái và cái thiết bị truyền nhiệt này phân ra làm ba dạng, nghĩa là thiết bị trao đổi nhiệt hỗn hợp, nha, thiết bị trao đổi nhiệt thiết bị trao đổi nhiệt hồi nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt. Thì ba cái phần cái thiết bị này á thì nói chung là nó cũng là nó nằm trong là trao thiết bị nhiệt gián tiếp và trực tiếp thôi, nhưng mà nó phân ra lại theo cái tính chất nó khác nhau nha. Thì các em về nhà đọc cái cuốn giáo trình của thầy sẽ biết thêm. Thì nếu như căn cứ vào cái dòng chảy, chiều của dòng chảy thì người ta sẽ phân thiết bị trao đổi nhiệt nó làm ba loại. Thứ nhất là thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều. Cùng chiều nghĩa là sao em? Là cái dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh đi về một từ xuất phát từ một một bên và đi ra một bên, đi ra bên kia, thấy chưa? Là nó chuyển động cùng chiều nhau. Nghe các em thấy không? Là ở cái mặt cắt này á thì ta thấy này, cái dòng lưu chất nóng nó đi vào và dòng lưu chất lạnh nó đi vào. Và bên mặt cắt phía bên này thì ta thấy là cái dòng lưu chất nóng nó ra và dòng lưu chất lạnh nó ra, thì hai cái dòng lưu chất nóng và lưu chất lạnh nó chuyển động song song cùng chiều nhau, thấy chưa? Đây là thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều nha các em. Đó. Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều. Rồi cái tiếp theo là thiết bị trao đổi nhiệt ngược chiều. Ngược chiều nói sao? Là hai dòng lưu chất nóng và lạnh này chuyển động song song và ngược chiều nhau. Các em chú ý cái vấn đề đó. Thì dòng lưu chất nóng á là nó xuất phát từ bên trái và nó ra phía bên phải, các em thấy không? Còn cái dòng lưu chất lạnh đó, nó xuất phát từ bên phải nhưng mà nó ra ở bên trái. Hai cái này, hai dòng lưu chất này nó chuyển động song song và ngược chiều nhau, được chưa? Thì gọi là thiết bị trao đổi nhiệt ngược chiều, các em chú ý đó. Rồi thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau là sao? Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau là hai cái dòng lưu chất này chuyển động vuông góc với nhau. À, chuyển động vuông góc với nhau có nghĩa là ta thấy dòng lưu chất nóng này vào phía bên trái ra phía bên phải, còn dòng lưu chất lạnh á bây giờ vào trên và ra dưới, hai cái dòng này nó vuông góc với nhau, các em thấy vấn đề đó không? Và cái hình bên này nó cũng tương tự như vậy đó. Các em thấy là như vậy là nó có ba loại mô hình, ba loại thiết bị cơ bản, đó thiết bị là xuôi dòng, ngược dòng và chéo nhau. Ba loại thiết bị này ứng dụng rất phổ biến trong sản xuất nha các em. Cho nên là tí nữa thầy sẽ tính toán về bề mặt truyền nhiệt rồi thiết bị trao đổi nhiệt đó. Tính toán nhiệt lượng này, rồi tính toán bề mặt truyền nhiệt này, rồi số ống trao đổi nhiệt này,
của ba loại thiết bị này rất là quan trọng để sau này mình tính toán và thiết kế cái thiết bị trao đổi nhiệt cho phục vụ cho sản xuất. Cái về chú ý cái vấn đề đó. Như vậy thì thầy nhắc lại cái phần mà thiết bị trao đổi nhiệt này thầy đã đi là 4.2.1 về một số khái niệm cơ bản về thiết bị trao đổi nhiệt, các em nắm cho thầy được là thế nào là thiết bị, thế nào là trao đổi nhiệt trực tiếp, thế nào là trao đổi nhiệt gián tiếp, được chưa? Rồi cái phần thứ hai là phân loại thiết bị trao đổi nhiệt, các em nắm cho thầy được là cái hai cách phân loại thế này thì các em về nhà xem cho thầy, được chưa? Xem lại cho thầy ở trong sách. Thực sự ra nó căn cứ vào thôi, nhưng mà cái cách phân loại thứ ba này này rất là quan trọng. Thì trong trao đổi nhiệt, phân loại của thiết bị trao đổi nhiệt thì nó trong sản xuất đó, thì nó có ba loại cơ bản. Thứ nhất là thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều hay là người ta gọi là xuôi dòng. Cùng chiều hay xuôi dòng là trên 4.4 hình 4.17 em, bây giờ xuôi dòng. Thiết bị thứ hai là thiết bị trao đổi nhiệt ngược chiều hay là nghịch dòng, hay ngược dòng ấy, ngược chiều hay ngược dòng, nghịch dòng cũng được. Đó, 4.18. Và thiết bị thứ ba là thiết bị trao đổi nhiệt nhiệt, nhiệt chéo nhau, được chưa? Là 4.19 ở hình 4.19 em, được chưa? Là hai cái dòng lưu chất này là chuyển động vô góc với nhau, chéo nhau, người ta gọi là chéo nhau. Đấy, các em chú ý vấn đề đó. Và mình sẽ đi cái mục tiếp theo là tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. Đây cái mục đề mục rất là quan trọng, quan trọng lắm, được chưa? Để tính toán cái thiết bị trao đổi nhiệt đó, thì các em đầu tiên các em phải biết được là sự biến thiên nhiệt độ theo diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị, phải hiểu nó, phải đi tìm hiểu nó là sự biến thiên của nhiệt độ theo cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị. Đấy, các em sẽ thấy nào. Rồi thì ở đây thầy xét hai cái là mô hình, một cái mô hình là xuôi dòng và một cái hình ngược dòng, còn cái mô hình chéo nhau là nó suy ra từ loại mô hình xuôi dòng ngược dòng mà thôi, thấy chưa? Các em chú ý đó, sau này tính toán này thầy nói. Bây giờ thầy nói cho các em giảng cho các em biết. Thầy giả sử trên cái hình là 4.20 này, các em chú ý. Mặt cắt ở bên trái này là mặt cắt một, thì lấy mặt cắt một cho nên mọi ký hiệu mà vào ở cái mặt cắt này là đều số 1 hết, được chưa? Mặt cắt ở bên bên phải là mặt cắt số 2, được chưa? Thì mọi cái nhiệt độ trên mặt cắt số 2 là ghi số 2 hết, các em nhớ. Bên này là nếu mà mặt cắt số 1 thì ở cái nhiệt độ của chúng là ghi số 1 hết, còn ở mặt cắt số 2 thì nhiệt độ của chúng là ghi số 2. Để các em chú ý cái vấn đề đó. Và cái thiết bị này á, là thiết bị cùng chiều á. Đấy, như vậy thì ở đây á, cái dòng lưu chất nóng nó đi vào trong ống. Đấy, từ mặt cắt 1 vào mặt cắt 2, được chưa? Ra mặt cắt 2 này, đi vào trong ống này, các em thấy chưa? Và cái dòng lưu chất lạnh đó, nó cũng đi ngoài ống nha, nó đi ngoài ống. Cái ống trao đổi nhiệt ngoài ống, các em chú ý cái vấn đề đó, được chưa? Ngoài ống và đi vào mặt cắt 1 và ra mặt cắt 2 luôn, tại vì hai cái dòng lưu chất này chuyển động song song một chiều nhau. Các em chú ý vấn đề đó. Và diện tích trao đổi nhiệt của chúng là như thế nào? Diện tích trao đổi nhiệt là chính là diện tích xung quanh của cái ống trao đổi nhiệt này, diện tích xung quanh của ống đi từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 2. Các em chú ý vấn đề đó. Diện tích trao đổi nhiệt nha. Các em này, hiểu không? Diện tích F là diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị này, thiết bị chuyển động song song này. Song song cùng chiều này, thấy chưa? Cùng chiều, thấy chưa? Chính là cái diện tích xung quanh của cái hình trụ này, của ống trao đổi nhiệt này này, đi từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 2. Thì nhắc lại cho các em đó. Mà diện tích xung quanh của hình trụ này nó bằng gì á? Nó bằng chu vi của cái đường ống này, là bằng bi d. D giả sử thầy gọi d là đường kính trung bình, thấy chưa? Thì nó bằng bi d nhân cho chiều dài l, là ra là cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Em chú ý không? Của cái vách ống này. Vậy thì cái nhiệt độ nó biến thiên theo cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt thì như thế nào? Thì ở đây á thì sẽ các em nhìn trên cái đồ thị phía trên này. Vậy thì cái dòng lưu chất nóng á nó vào.
nó vào ở cái mặt cách một và ra mặt cách hai, thì cái nhiệt độ nó tăng hay giảm em? Theo em cái nhiệt độ tăng hay giảm? Nhiệt độ của chúng giảm nha. Nó vào á, nó vào trao đổi nhiệt, cái dòng lưu chất nóng này, nó vào trao đổi nhiệt, nó cho hay nó nhận năng lượng? Nó sẽ cho năng lượng chứ, nó tỏa năng lượng ra chứ. Và khi nó tỏa năng lượng thì nó mất năng lượng đúng không? Bản thân của nó mất năng lượng thì nó sẽ giảm, giảm nhiệt độ. Vậy thì nó sẽ giảm dọc theo cái đường ống này luôn, cái ống trao đổi nhiệt mà. Bây giờ quá trình truyền nhiệt qua vách ống, qua vách ống đi từ cái dòng lưu chất nóng qua dòng lưu chất lạnh. Mà khi mà cái năng lượng nó vận chuyển từ dòng lưu chất nóng qua dòng lưu chất lạnh, bản thân của nó mất năng lượng thì nó sẽ giảm nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ của ban đầu nó vào đây là T1, T1 là đây em, dòng lưu chất nóng này. Đấy chưa? Và đi dọc theo cái bề mặt trao đổi nhiệt của cái ống trao đổi nhiệt này, đi từ mặt cách 1 đến mặt cách 2 thì nó sẽ giảm. Giảm xuống từ T1 nó giảm xuống T2, các em thấy chưa? Đó, giảm xuống T2. Đó, cái như vậy là dòng lưu chất nóng là nó sẽ giảm, nhiệt độ nó giảm theo bề mặt diện tích trao đổi nhiệt nha các em. Đi từ mặt cách 1 đến mặt cách 2. Bây giờ dòng lưu chất lạnh thì sao? Dòng lưu chất lạnh nó đi vào có nhiệt độ thấp, được chưa? Ra đây nó có nhiệt độ thấp hay cao? Chắc chắn là nhiệt độ cao. Vì sao? Vì bản thân của nó nhận năng lượng mà. Nên năng lượng từ đâu? Từ cái dòng lưu chất nóng này ở chạy bên trong ống này này, đi bên trong ống, nó truyền qua vách ống và nó truyền cho cái dòng lưu chất lạnh. Được chưa? Một bên cho, dòng lưu chất nóng cho, và dòng lưu chất lạnh thì phải nhận. Nhận thì nó sẽ làm tăng năng lượng bản thân của chúng, mà tăng năng lượng sẽ là tăng nhiệt độ, đúng không? Cái nhiệt độ của chúng tăng, tăng từ mặt cách 1 đến mặt cách 2. Như vậy cái nhiệt độ nó tăng từ từ T1 này đến T2. Các em thấy không? T2. Đó, nhiệt độ cái dòng lưu chất lạnh này, nó tăng. Còn cái dòng lưu chất nóng này, nó giảm. Nó giảm được cái nhiệt độ T1 phết, giảm xuống T2 phết. Rồi dòng lưu chất nóng thì thầy có thêm phết ở trên nha các em. T1 phết giảm xuống T2 phết, được chưa? Còn dòng lưu chất lạnh nó có nhiệt độ tăng từ T1 lên đến T2. Các em chú ý vấn đề đó. Đó thầy thầy nói cái vấn đề này kỹ để sau này mình tính toán nó dễ nhé. Dễ. Như vậy thì cái quá trình đó, độ chênh lệch nhiệt độ giữa dòng lưu chất nóng và lạnh này, này nó luôn luôn, được chưa? Ban đầu là nó khoảng cách từ T1 phép trừ đi T1 rất là lớn, và nó đi theo bề mặt trao đổi nhiệt của đường ống thì nó giảm dần, giảm dần xuống dưới này là nó bằng là T2 phép trừ đi T2, độ chênh lệch giữa dòng lưu chất nóng và chất lạnh. Vậy cái delta T này nè, delta T là độ chênh lệch nhiệt độ giữa dòng lưu chất nóng và lạnh, luôn luôn là thay đổi theo cái bề mặt diện tích, đúng không? Luôn luôn thay đổi theo bề mặt diện tích. Các em thấy cái vấn đề đó. Thì giờ ban đầu rất là lớn, rồi sau càng ngày càng bé dần cho đến là nó sẽ bé nhất là từ T2 phép trừ đi T2 đó, rồi là ở ngay mặt cách ra của dòng lưu chất. Các em mình chú ý cái vấn đề đó. Rồi bây giờ thầy phân tích cái nhiệt độ của quá trình trao đổi nhiệt ngược dòng. Trao đổi nhiệt ngược dòng nó có khác với trao đổi nhiệt xuôi dòng. Trao đổi nhiệt ngược dòng này, tại mặt cách 1, đấy cái dòng lưu chất nóng nó vào mặt cách 1 và ra mặt cách 2 cũng tương tự như vậy thôi. Dòng lưu chất nóng nó cho năng lượng thì nó cho năng lượng là tất nhiên nó mất năng lượng, bản thân của nó giảm. Thì từ như vậy thì từ mặt cách 1 đến mặt cách 2 thì cái dòng lưu chất nóng nó sẽ giảm, giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ từ T1 phép đến xuống T2 phép đấy, thấy chưa? Đó, dòng lưu chất nóng nó giảm từ T1 phép đến T2 phép. Còn dòng lưu chất lạnh đó, nó chuyển động ngược chiều mà, cái này là ngược chiều, nó chuyển động ngược lại từ nó vào á là mặt cách 2 nó ra mặt cách 1. Như vậy á cái nhiệt độ của dòng lưu chất lạnh là nó T2, đúng chưa? T2 mà nó chuyển động ngược chiều mà nó nhận năng lượng thì cái bản thân của nhiệt độ nó tăng, thì cái nhiệt độ nó tăng từ T2 phép lên đến T1 phép, T2 cho đến T1 chứ các em, T2 đến T1 chưa. Còn cái này á, còn cái dòng lưu chất nóng á, là nó có nhiệt độ giảm từ T1 phép giảm xuống T2 phép. Còn dòng lưu chất lạnh là ngược lại, nó sẽ có nhiệt độ tăng từ T2 đến T1. Các em thấy không? Ký hiệu 1 là do mặt cách 1, ký hiệu 2 là do mặt cách 2. Được chưa? Các em chú ý vấn đề đó chưa? Cho nên là sự biến thiên nhiệt độ giữa dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh theo bề mặt diện tích trao đổi nhiệt của đường ống trao đổi nhiệt này, được chưa? Của hai mô hình này là hoàn toàn khác nhau. Khác nhau hoàn toàn nha các em. Nó có thay đổi theo khác nhau. Các em nhìn vào đây,
thì đối với là trao đổi nhiệt xuôi dòng này, cái độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai dòng ngôi chất này nó gần như là không chênh lệch nhau nhiều, đúng không? Đi từ mặt cách một đến mặt cách hai. Còn đối với là xuôi dòng là vào á là độ chênh lệch lớn nhất, nhưng mà ra độ chênh lệch là bé nhất. Các em chú ý cái vấn đề đó nha, là thay đổi như vậy thì cái nhiệt độ trao đổi nhiệt nó thay đổi theo diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai dòng nước chất nóng và lạnh nó thay đổi theo bề mặt diện tích trao đổi nhiệt nha các em. Các em hiểu chưa? Và nắm rõ được cái phân tích quá trình nhiệt độ này thì lúc đó các em mới đi tiếp theo, phần tiếp theo tính toán dễ dàng, hiểu chưa? Đó, sự biến thiên như vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ tính toán cân bằng năng lượng trong quá trình trao đổi nha, tính toán cân bằng năng lượng trong quá trình trao đổi này để các em sẽ thấy. Vậy thì ở đây cái phương trình cân bằng năng lượng thì cái năng lượng cho của dòng lưu chất nóng luôn luôn bằng năng lượng nhận của dòng lưu chất lạnh, đúng không? Cho có nhận, và cái quá trình cho và quá trình nhận này nó thông qua cái truyền nhiệt qua cái vách ống trao đổi nhiệt này, được chưa? Ở đầu tiên mình viết được cái phương trình cân bằng năng lượng là cái năng lượng cho luôn luôn bằng năng lượng nhận. Vậy năng lượng cho này các em sẽ thấy này, được chưa? Đấy này, Q này nó bằng là lưu lượng, lưu lượng của dòng lưu chất lạnh, các em, lưu lượng của dòng lưu chất lạnh là R1, được chưa? Nhân cho nhiệt chung riêng của dòng lưu chất lạnh là CB, được chưa? R1 trên CB, lưu lượng của dòng lưu chất lạnh này nhân cho này, nhân cho là cái nhiệt chung riêng của cái dòng lưu chất lạnh, và nhân cho độ chênh lệch nhiệt độ giữa đầu vào và đầu ra, được chưa? Đầu vào của nó là sao? Đầu vào giữa đầu vào và đầu ra, đầu vào của nó là T1, đầu ra của nó là T2. Như vậy ở đây á, ta sẽ có là T2 nó lên T1, cho nên nó sẽ bằng như sao? T2 trừ đi T1, thấy chưa? T2 trừ đi T1 đó. Và nó sẽ bằng cái này là cái năng lượng của dòng lưu chất lạnh nó nhận, nó sẽ bằng cái dòng lưu chất nóng nó cho, nó bằng này. Dấu trừ này tí nữa thầy này nói đó, dấu trừ này này nói nó sẽ bằng cái lưu lượng của dòng lưu chất lạnh đó, đúng không các em? Lưu lượng của dòng lưu chất nóng là D phép 1, đúng không? D phép 1. Và nhân cho cái nhiệt chung riêng của dòng lưu chất nóng là C phép B, được chưa? C phép B. Và nhân cho cái độ chênh lệch nhiệt độ vào và ra, nhiệt độ vào của chúng là sao? Đáng lẽ là nhân cho là nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ giữa vào và ra, như vậy là nó sẽ bằng là T1 phép trừ đi T2 phép, tại vì luôn luôn là năng lượng nhiệt độ cao trừ đi nhiệt độ thấp mà, đúng không? Nhiệt độ cao trừ T1 phép trừ đi T2 phép, và em đảo ngược nó lại phải đưa ra dấu trừ trước là T2 phép trừ đi T1 phép, trước này phải có dấu trừ. Bây giờ bên này cái năng lượng cho, còn bên này năng lượng nhận. Các em chú ý cái vấn đề đó chưa? Hiểu chưa? Đây là cái phương trình đó, cân bằng năng lượng. Phương trình cân bằng năng lượng giữa năng lượng cho và năng lượng nhận nha. Thầy chưa nói đến cái này, quá trình truyền nhiệt đâu. Truyền nhiệt qua vách ống rồi nó viết theo một cái phương trình nữa, được chưa? Các em thấy chưa? Như vậy thì đầu tiên thầy nhắc lại này, cái phương trình này cân bằng năng lượng là năng lượng của cái dòng lưu chất lạnh đó, nó nhận nó luôn bằng cái năng lượng của dòng lưu chất nóng nó cho, được chưa? Nó cho. Như vậy thì năng lượng của dòng lưu chất lạnh đó, nó nhận đó, nó sẽ bằng là C1 CB nhân cho T2 trừ đi T1 đó. C1 CB là ở đây thì nói rồi đó. C1 là chính là lưu lượng của dòng lưu chất lạnh, CB là nhiệt chung riêng của dòng lưu chất lạnh, và T1 và T2 là nhiệt độ vào và ra của cái dòng lưu chất lạnh. Nó luôn luôn bằng cái dòng lưu chất nóng chứ cho, nó sẽ bằng là C R phép 1 nhân cho là C phép B nhân cho là T2 trừ đi T1, đáng lẽ T1 trừ đi T2, tại vì T1 lớn hơn T1 phép, lớn hơn T2 phép, cho nên mình đảo ngược nó lại, trước đây mình có dấu trừ nha các em. Dấu trừ trừ nó sẽ bằng trừ C phép 1 nhân là C phép B nhân cho T phép 2 trừ đi T phép 1. Các em chú ý cho mình nữa. Đó. Như vậy thì cái năng lượng nhận bằng năng lượng cho, các em hiểu chưa? Trong đó nè, thầy nhắc lại này, C1 R phép 1 là lưu lượng của dòng lưu chất nóng,
CFB là cái dịch dung riêng của cái dòng lưu chất nóng này nha các em. Đó. Như vậy thì từ cái phương trình 4.185A các em viết dưới dạng cái phân là đạo hàm 2V đó lên thì cuối cùng các em sẽ thấy được. Thấy chưa? Là DQ nó sẽ bằng là R1C CB nhân cho DT. DT là cái, khi các em lấy tích phân từ 1 đến 2 thì nó sẽ bằng T2 trừ T1 ngược trở lại thôi. Thì nó sẽ bằng trừ nhé. Trừ cho là R R2 R2 cái này là R thực sự ra là cái này là chính là R một phép em chứ không phải R hai đâu. R một phép nhân cho là C phép B nhân cho là D DT phép. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy nha. Đó, đây là có một cái sự nhầm lẫn á. Rồi các em sửa lại cho thầy là cái đây là R phép 1 nha các em. Rồi nhân cho là C phép nhân cho là delta DT phép nha. Rồi ở đây thầy có ghi chú hết đàng hoàng là coi như ở đây ta có là R1 và R phép 1 là lưu lượng của dòng lưu chất lưu chất lạnh và lưu chất nóng tuần hoàn qua thiết bị trao đổi nhiệt nhé. Còn là CB và CFB là nhiệt dung riêng của dòng lưu chất nóng và lạnh nhé. Đó. Và ở đây ta sẽ có là T1 và T2 là cái nhiệt độ đầu vào và đầu ra của dòng lưu chất lạnh. Còn T1 phép và T2 phép nhiệt độ vào và ra của dòng lưu chất nóng. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy được chưa? Rồi. Đây là cái phương trình cân bằng năng lượng. Bây giờ các em đi tiếp là cái phương trình truyền nhiệt nó như thế nào? Được chưa? Vậy thì cái dòng lưu chất nóng này nó đi vào bên trong, dòng lưu chất lạnh nó đi vào bên ngoài. Thì một cái nó dòng lưu chất nóng nó cho và dòng lưu chất lạnh nó nhận năng lượng, đúng không? Vậy nó cho nó nhận bằng cách nào? Thì hiển nhiên nó phải vận chuyển năng lượng qua cái vách ống này, vách ống trao đổi nhiệt này, được chưa? Do đó mình sẽ viết cái phương trình truyền nhiệt qua cái vách ống từ cái mô chất lạnh đi bên trong, mô chất nóng đi bên trong truyền ra mô chất lạnh nó như thế nào. Thì ở đây ta sẽ thấy DQ nhân cho F, nhân cho F là hệ số truyền nhiệt, được chưa? Nhân cho F hệ số truyền nhiệt. Cái này là mình viết theo cái định luật là Fourier thôi, được chưa? Và nhân cho DF. DF là diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Đây tại vì ở đây là nói cái DQ mà. DQ mình viết dưới dạng vi phân, phương trình này viết dưới dạng vi phân. Các em chú ý viết đó. Thì ở đây là nó sẽ bằng là T phép trừ DT. T phép là cái nhiệt độ của cái dòng lưu chất nóng ở bên trong, còn T là cái nhiệt độ dòng lưu chất lạnh đi bên ngoài. Để như vậy nên nó sẽ bằng, được viết với lại lại thì nó sẽ bằng là KF nhân cho delta T và nhân cho DF, được chưa? Đây ta có một cái phương trình là 4.186. Như vậy thì cái phương trình này nó nói là sao? Nó có nghĩa rằng là năng lượng mới truyền qua thì nó mới cho được, đúng không? Năng lượng bên trong này nó truyền qua vách thì nó mới cho được, còn bên ngoài nó mới nhận được, nó phải truyền qua vách chứ. Các em chú ý cái vấn đề đó, được chưa? Trong đó là cái T này này nha. T này là nhiệt độ của dòng, của cái dòng lưu chất lạnh đi bên ngoài, nó biến đổi từ cái T1 cho đến T2. Đấy, biến đổi từ cái T1 đến T2, T1 đến T2, được chưa? À, T còn cái T phép này nha, là nhiệt độ của cái dòng lưu chất lạnh chất nóng đi trong ống này này, trong ống này này, thì nó sẽ biến thiên từ đây là T phép 2 đến T phép 1. Các em chú ý cái vấn đề T 1 phép và T 2 phép đó. Rồi các em chú ý cái vấn đề đó. Đấy chưa? Đây. Biến thiên từ T 2 phép cho đến T 1 phép. T 1 đến T 2. Tại vì cái này mình trừ, mình sẽ có dấu trừ thôi. Được. Thì các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy nha. Đó, biến thiên. Như vậy thì các em biết là cái quá trình như vậy thì ở đây á, bài toán đặt ra. Đấy chưa? Mình viết cái phương trình cân bằng năng lượng là 1, mình viết phương trình cân bằng nhiệt là 2. Vậy thì ở đây á, đó, nhiệt cho nha bằng cái nhiệt nó nhận, nhiệt cho bằng nhiệt, nhiệt nó nhận có nghĩa là nhiệt của cái dòng lưu chất nóng nó cho, nó luôn luôn bằng cái nhiệt
với dòng lưu chất lạnh nó nhanh, và nó bằng cái nhiệt lượng mà truyền qua vách, à, việc vách. Do đó ở đây ta sẽ có nè, các em sẽ thấy sau này các em sẽ dựa vào hai cái phương trình này các em sẽ tính toán đó nhé. Hai phương trình này, phương trình là 4.185b và phương trình 4.186 để các em tính toán thiết bị trao đổi nhiệt sau này. Bây giờ mình muốn tính toán như vậy thì ở đây mình viết cân bằng, mình viết cái phương trình cân bằng năng lượng với phương trình truyền nhiệt để làm gì? Để mình tính toán cái năng lượng truyền qua trao đổi nó như thế nào. Thì ở đây là Q nó sẽ bằng là DQ lấy tích phân trên toàn bộ cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt, đúng không? DQ nó truyền qua vách ống thì lấy đi đây này, DQ mình lấy nguyên cả cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt luôn thì nó bằng tích phân trên cái toàn bộ diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Thấy chưa? Q nó sẽ bằng là DQ lấy tích phân trên toàn bộ cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Và thế DQ nó bằng cái gì? DQ nó bằng cái biểu thức là 4.186, thế thay nó vào đây. Thấy chưa? Thay nó vào đây. Rồi, như vậy thì từ đây á các em á, cái K này này nè, cái K này là hằng số, hệ số truyền nhiệt hằng số đưa ra ngoài dấu tích phân, được chưa? Các em đưa ra ngoài dấu tích phân và các em nhân ở đây cho F và ở đây nhân cho 1 trên F, được chưa? 1 trên F mà tích phân toàn bộ F, diện tích bề mặt F của là cái delta T nhân cho DF, thì như vậy thì ở đây là nó chính là cái nhiệt độ trung bình rồi, được chưa? Như vậy ở đây á, là cái nhiệt độ trung bình, độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa dòng lưu chất nóng và lạnh theo cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt được tính theo công thức là 1 trên F nhân tích phân của từ 0 đến F này, toàn bộ cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của delta T nhân cho DF. Cái nhiệt độ trung bình này, cái đại lượng trung bình này mình thầy đã cho các em học rồi. Học rồi cái tính toán mà cái giá trị hàm số trung bình ấy. Như vậy nó sẽ có một cái công thức 4.187, bây giờ 4.187 và để tính toán được cái nhiệt lượng, bây giờ thì mình áp dụng cái công thức là mình sẽ áp dụng cái công thức đầu tiên là công thức là 4.185a và sau đó là để tính toán được cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt thì ta phải áp dụng cái công thức là 4.187. Như vậy từ 4.187 ta xác định này, các em xác định được là cái năng lượng rồi, được chưa? Bây giờ các em xác định cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của chúng như thế nào thì F á, các em chia nó xuống nó bằng Q chia cho là K F nhân cho delta T nhiệt độ trung bình, được chưa? Mà Q này á là nó sẽ bằng một trong hai đại lượng trao đổi này ở cái phương trình là 4.185a, các em chú ý chưa? Thì các em thay vào đây thì các em sẽ thấy này, nó sẽ bằng là R1 CB nhân cho là T2 trừ đi T1 trên cho là KF nhân cho là delta T trung bình, là độ chênh lệch nhiệt độ trung bình theo cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của cái dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh. Các em chú ý vấn đề đó, nó sẽ bằng trừ nhé, trừ R1 phép nhân cho là CB phép thừa số cho là T2 phép trừ đi T1 phép. Được chưa? Các em chú ý cái vấn đề đó. Trên cho là KF nhân cho delta T trung bình. Vậy thì bây giờ muốn tính F thì ta phải biết tính cái nhiệt độ trung bình nó như thế nào. Đúng không? Nếu mà không có nhiệt độ trung bình làm sao tính được F, diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Tính diện tích bề mặt trao đổi nhiệt bằng bao nhiêu, lúc đó mình mới tính toán thiết kế cái thiết bị trao đổi nhiệt. Chứ còn mình không biết tính F cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt, bây giờ thì làm sao mình tính toán thiết kế là thiết bị trao đổi nhiệt được. Bây giờ do đó là tính toán thiết kế và thiết bị trao đổi nhiệt quan trọng nhất là tính cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt, là tính F đây này. Mà muốn tính F này ta phải tính cái nhiệt độ, độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa dòng lưu chất nóng và dòng lưu chất lạnh. Vậy bây giờ ta tính toán nó như thế nào, ta tính toán như thế nào thì các em sẽ đi tiếp. Ở đây là xác định độ chênh lệch nhiệt độ trung bình của cái quá trình truyền nhiệt giữa hai dòng lưu chất nóng và lạnh nha các em. Đó, giữa hai dòng lưu chất nóng và lạnh thì nó tuân theo cái công thức nào, cái phương trình nào để mình tính toán. Như vậy thì ở đây á, thầy lấy A nhỏ là cái hai dòng lưu chất này chuyển động song song ngược chiều nhau, song song cùng chiều nhau nha. Là xuôi dòng hay ngược dòng hoặc ngược dòng thì bây giờ thầy lấy cái mô hình là xuôi dòng trước, được chưa? Đó. Đây là
Vì á, cái mô hình của mình nó có là ba loại: xuôi dòng, ngược dòng và chéo nhau. Thì cái trường hợp đầu tiên là thầy sẽ đi xuôi dòng hay ngược, hoặc ngược dòng, tại vì hai cái trường hợp này hoàn toàn giống nhau. Cho nên mà để đi hai, để tính toán cho hai trường hợp này á, thì thầy sẽ đi cái lấy cái mô tả về cái thiết bị trao đổi nhiệt xuôi dòng để tính toán. Tại vì công thức sau này cái phương trình của nó hoàn toàn tính toán tương tự lẫn nhau, cho nên là thầy lấy cái mô hình của thiết bị này để thiết lập nên cái phương trình tính toán cái độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa hai dòng lưu chất nóng và lạnh của nó như thế nào. Đấy nhỉ? Rồi. Ở trên cái hình vẽ này, được chưa? Trên cái hình vẽ này thầy cho hai dòng lưu chất nóng và lạnh chuyển động song song cùng chiều nhau. Các em thấy không? Đấy là từ cái mặt cắt 1 đến mặt cắt 2. Đúng không? Từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 2. Vậy cái dòng lưu chất lạnh á là nó vào nó có nhiệt độ là T1 và ra có nhiệt độ là T2. Có dòng lưu chất nóng đi trong ống thì vào có nhiệt độ T1 phết và ra có nhiệt độ T2 phết, được chưa? Và ở đây cần chú ý ở đây nè là R1 và R1 phết là lưu lượng của dòng lưu chất nóng và lạnh. CB và CB1 phết, CB và CB phết là nhiệt dung riêng của dòng lưu chất lạnh và dòng lưu chất nóng. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy nhé. Đó, để thầy nhắc lại cái vấn đề này. Thầy xét cái mô hình này, thầy xét hai cái dòng lưu chất nóng và lạnh chuyển động song song cùng chiều nhau ở thiết bị xuôi dòng. Đi từ mặt cắt 1 ra mặt cắt 2. Như vậy dòng lưu chất lạnh á, là có nhiệt độ biến thiên từ T1 cho đến T2. Đấy chưa? Là nó nhận năng lượng. Nhiệt độ nó tăng. Đấy chưa? Dòng lưu chất nóng đi trong ống. Đi từ mặt cắt 1 cùng đến mặt cắt 2. Cái này nó cho năng lượng, nó tỏa năng lượng. Thì cái nhiệt độ nó giảm từ T1 phép đến T2 phép. Được chưa? T1 phép đến T2 phép. Và ở đây ta sẽ có là R1 và R1 phép. Thứ nguyên của nó là kg trên giây. Đây là lưu lượng của dòng lưu chất lạnh và nóng. Được chưa? Và CB và CB phép. Thứ nguyên của nó là kilojoule trên kg độ K. Thì cái này á, là nhiệt dung riêng của dòng lưu chất lạnh và nóng. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy, được chưa? Và qua quá trình phân tích độ biến thiên nhiệt độ theo diện tích bề mặt trao đổi nhiệt là thầy đã phân tích ở trên này rồi các em ạ. Đây đây đây, phân tích ở trên này. Đấy chưa? Hai cái hình này, và thầy lấy hai hình này, thầy lấy cái hình bên này thầy xuống đây để thầy mô tả thôi, được chưa? Thì như vậy đi từ mặt cắt 1 đến lên mặt cắt 2, mặt cắt 1 tại đây là diện tích bề mặt bằng 0. Mặt cắt 2 diện tích bề mặt tại đây là F, được chưa? F diện tích là đi là nguyên cả cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của cái ống này. Cái ống trao đổi nhiệt, thì các em thấy không? Và nhiệt độ của dòng lưu chất lạnh á, nó tăng cái bề mặt 1 đến mặt cắt 1 đến mặt cắt 2 là từ T1 đến T2, được chưa? Được chưa? Và cái dòng lưu chất nóng á là nó đi từ mặt cắt đến một mặt cắt 2 là nó cho năng lượng, cho nên nhiệt độ nó giảm từ T1 phép đến T2 phép. Các em chú ý vấn đề đó. Được chưa? Và giữa mặt cắt 1 và mặt cắt 2 thầy lấy một cái khoảng diện tích này. Diện tích của ống này là delta F. Một cái khoảng rất bé trên ống trao đổi nhiệt này. Và có diện tích xung quanh của cái hình trụ mà có một cái khoảng hẹp này là DF, được chưa? DF vẽ lên trên này. Thì ở đây á là đi từ cái bắt đầu từ đầu DF cho đến cuối DF này là nó có DT phép. Độ chênh lệch nhiệt độ là bản thân của cái dòng nóng này này là DT phép. Còn nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ nữa đi đầu của cái DF, cuối của DF này thì cái độ chênh lệch nhiệt độ của dòng lưu chất lạnh là DF à, DT. Đấy chưa? DT. Các em chú ý vấn đề đó. Và độ chênh lệch nhiệt độ giữa cái mặt cắt thứ nhất á, mặt cắt thứ nhất là cái delta T1. Delta T1 này bằng là T1 phép trừ đi T1, được chưa? Và độ chênh lệch nhiệt độ giữa mặt cắt 2 này là delta T2, mà delta T2 này nó bằng là T2 phép trừ đi T2, các em chú ý đó. Và độ chênh lệch nhiệt độ tại cái
df này là nó bằng delta t. Delta t này nó sẽ bằng là t phép trừ đi t. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy nha. Và tại đây nó trao đổi, nó trao đổi dòng lưu chất nóng, nó truyền cho dòng lưu chất lạnh một cái năng lượng là dq. Đấy, nó truyền xuống cái nhiệt độ cao, nó truyền xuống dq đó. Thì xét đây cái chỗ này, đấy chưa, xét cái vi phân cái chỗ này, đấy chưa. Và dq nó bằng gì? Bằng kf nhân cho là dt phép trừ đi là bằng kf nhân cho t phép trừ đi t nhân cho df đó. Cái này mình biết rồi đó, đấy chưa. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy đó. Nhớ chưa? Rồi, như vậy thì từ đây ta có viết lại cái phương trình cân bằng năng lượng này, được chưa? Thì phương lệch về cân đường bằng năng lượng là dq nó sẽ bằng c r1 cb nhân cho dt, được chưa? Nó bằng cộng trừ của là r phép r1 phép nhân cho là cb phép nhân cho là dt phép, được chưa? Dấu cộng là nói đến xuôi dòng, cái mô hình xuôi dòng. Các em thiết lập mô hình xuôi dòng như vậy thì nó cùng ra là dấu cộng nha, còn dấu trừ á, là nói đến là nó ngược dòng, đấy chưa, ngược dòng nha các em. Đó, dấu trừ ngược dòng. Và đây là phương trình đầu tiên, là phương trình cân bằng năng lượng. Phương trình thứ hai là phương trình truyền nhiệt. Đây, phương trình cân bằng năng lượng ở đây thầy nói, đây cái này thầy nói rồi. Đây là phương trình cân bằng năng lượng em. Đó, phương trình cân bằng năng lượng được viết dưới dạng là từ cái phương trình là 4.185a đến mình viết lại là ở dưới dạng vi phân là 4.185b, được chưa? Đây là phương trình cân bằng nhiệt. Được chưa? Còn đây là cái phương trình truyền nhiệt. Đây phương trình truyền nhiệt. Đi từ dòng lưu chất nóng ở bên trong ra dòng lưu chất lạnh bên ngoài, truyền qua vách ống trao đổi nhiệt này. Thì viết ở dưới dạng phương trình 4.186. Các em chú ý cái vấn đề đó. Ở thầy gom lại thôi. Như vậy thầy biểu diễn giữa hai cái phương trình này lại, được chưa? Phương trình này. Như vậy thì ở đây á, thầy đặt là C1 lớn nó bằng R1 nhân cho CB, C2 lớn nó bằng là R1 phép nhân cho là CB phép. Đó. Thì như vậy thì cái phương trình 4.189 này thầy viết lại nghĩa là 4.191A. Ở đây là DQ nó bằng C1 nhân cho là DT, nó bằng cộng trừ C2 nhân cho là dt phép, được chưa? Và nó sẽ bằng k f nhân cho là delta t và nhân cho là df đó. Cho nên là đây là bắt đầu một cuộc hành trình để mình đi tìm cái nhiệt độ, độ chênh lệch nhiệt độ trung bình đó, độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa hai lòng lưu chất nóng và lạnh như thế nào đó, để mình tính toán diện tích trao đổi nhiệt bề mặt của cái ống truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt nha các em. Như vậy từ phương trình 4 chấm này 191A thì biến đổi về thành một cái hệ 4.191B bằng cách chia nó xuống em. Chia C1 xuống, chia C2 xuống thì các em thấy này. Như vậy thì khi chia C2 xuống ở đây thì nó có DT nha. DT nó bằng cộng trừ 1 trên C2 nhân cho DQ, chia nó xuống ở đây 1 trên DQ. Mà DQ á, là nó sẽ bằng là KF nhân cho delta T nhân cho DF. Thì các em thế thay vào đây luôn thì nó sẽ bằng cộng trừ 1 trên C2 nhân cho KF nhân cho delta T nhân cho DF. Các em thấy chưa? Thấy chưa? Và ở đây ta suy ra được là DT luôn. DT nó sẽ bằng 1 trên C1 nhân cho là DQ. Và mà DQ nó cũng tương tự như vậy thì cuối cùng ở đây ta sẽ có là 1 trên C1 nhân cho KF nhân cho delta T và nhân cho DF. Cuối cùng ta có một cái hệ phương trình 4.191B. Các em chú ý cái vấn đề đó. Và ta lấy hai phương trình này trừ với nhau. Hai phương trình này trừ với nhau thì ta có là DT phép trừ đi DT. Phương trình trên trừ đi phương trình dưới. DT phép trừ đi DT thì đây là vi phân mà. Thì các em đưa D ra ngoài thì ở đây là ta có là T phép trừ đi T. Là nó sẽ bằng là vi phân của delta T. Các em chú ý chưa? Nó bằng vi phân của delta T. Và ở đây á, là ta có là KF nhân cho là delta T nhân cho DF. Đưa ra ngoài làm thử chung trong này cộng trừ. Cộng trừ là 1 trên C2 trừ đi là 1 trên C1. Các em chú ý cái vấn đề đó. Là ta có cái phương trình là 4.192A. Được chưa? Có phương trình 4.1923. Đến đây ta đặt FM nó bằng là cộng trừ 1 trên C2 trừ đi C1.
4.192B. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Được chưa? Và khi đặt như vậy thì lúc này cái phương trình 4.192A được viết lại như sau, là D của delta T. Đó, D của delta T nó sẽ bằng M. Thay M vào đây em. M nhân cho là các F nhân cho delta T và nhân cho DF. Các em thấy chưa? Thay nó vào. Thay nó vào cái phương trình này. Và cuối cùng ở đây ta chia nó xuống, chia delta T xuống, và cuối cùng ở đây là D delta T trên delta T, nó sẽ bằng là M nhân cho KF nhân cho DF, được chưa? Nhân cho DF. Các em chú ý vấn đề đó. Rồi, ở đây có một điều kiện viên, khi delta T bằng delta T1, delta T1 bằng cái gì em? Đây, delta T1 là bằng là tại mặt cắt 1 này. Tại mặt cắt 1 là F bằng 0. F bằng 0 thì delta T bằng delta T1, đúng chưa? Delta T1 là nó sẽ bằng là T1 phép trừ đi T1. Đây, T1 phép trừ đi T1. Delta T2 nó sẽ bằng là T2 phép trừ đi T2. Khi F bằng 0 thì delta T bằng delta T1. Khi F bằng F, bằng F bằng nguyên cả về diện tích bề mặt trao đổi nhiệt này, thì T nó sẽ bằng delta T2. Được chưa? Thì ở đây nó có một cái điều kiện biên. Khi delta T bằng delta T1 là T1 phép trừ đi T1, nó bằng F, nó bằng 0 tại cái mặt cắt số 1, được chưa? Rồi, khi T bằng delta T2, khi T bằng delta T2 thì F nó bằng F, đúng không? Để nguyên cả lúc đấy cái diện tích bề mặt của nó là trao đổi nhiệt là F rồi, được chưa? Đó, T bằng delta T2 là nó sẽ bằng là T2 phép trừ đi T2 đấy, được chưa? Đó, bằng T2 phép trừ đi T2 khi F bằng F. Lúc đó các em lấy tích phân này, tích phân trên toàn bộ cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt luôn, là delta T1 nó đi từ mặt cắt 1 này, delta T1 đến delta T2 của là D delta T trên delta T, được chưa? Nó sẽ bằng tích phân từ 0 cho đến F, từ 0 cho đến F của là K M K F nhân cho DF. Và cuối cùng ở đây á, là các em lấy tích phân nó ra, tích phân của DX trên X là bằng log đi ba của X và thế cạnh các bạn. Thì ở đây ta có là log đi ba của delta T2 trên delta T1 nó sẽ bằng là M đấy, nhân cho K, KF nhân cho F. Rồi tích phân này, các em là tích phân ta có cái phương trình là 4.195. Thấy chưa? Khi có phương trình 4.195 thì các em sẽ bỏ cái log đi ba đi thì mũ nó lên. Được chưa? Thì nó sẽ bằng là delta T2 trên delta T1 bằng ơ mũ. Cái này ơ mũ M nhân KF nhân F. Các em chú ý cái vấn đề đó. Được chưa? Ta có cái phương trình là 4.196. Đấy à, từ phương trình 4.195 ta chuyển qua phương trình 4.196. Được chưa? Các em sẽ thấy dễ dàng nhé. Đó là thầy lấy cái điều kiện là lấy tích phân đi từ 1 đến 2, đi từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 2. Được chưa? Nhưng mà bây giờ mình không lấy tích phân đi từ cái mặt cắt 1 đến mặt cắt 2 nữa, mà mình lấy tích phân đi từ mặt cắt 1 cho đến DF này thôi. Em này là có nghĩa là khi F bằng 0 thì delta T nó bằng delta T1, mà khi F bằng F hết tại cái mặt cắt, tại mặt cắt vi phân này, tại vi phân này nhá, yeah, tại phân tử vi phân của DF này là ta thấy F bằng F hết, được chưa? F bằng F hết thì delta T nó bằng delta T. Đó, delta T ở đây là nó chính là bằng bằng delta T luôn, thấy chưa? Thì ở đây các em sẽ thấy này. Lấy tích phân khi F bằng khi delta T bằng delta T1, được chưa? Thì ở đây là T1 phép trừ đi T1 là F bằng 0. Còn khi delta T bằng T phép trừ đi T, delta T bằng T phép trừ đi T đấy. T bằng T phép trừ đi T. Các em chú ý đó. Đây là delta T, T phép trừ đi T, được chưa? Thì F phải bằng F phép. Đó. F bằng F phép. F bằng F phép thì lúc này ta lấy tích phân này. Tích phân đi từ delta T1 cho đến delta T của cái D delta T trên delta T nó sẽ bằng tích phân đi từ 0 cho đến F hết của M KF nhân DF. Và cuối cùng ở đây ta sẽ suy ra được log đi ba của delta T trên delta T1 nó sẽ bằng là M nhân cho là KF nhân cho F hết. Đó, F hết nó khác với trên này nha các em. Tại vì trên này á, mình lấy tích phân từ 1 đến 2,
từ mặt cắt một đến mặt cắt hai. Bây giờ mình lấy tích phân từ mặt cắt một cho đến là cái mặt cắt của vi phân, đấy chưa, của df này thôi. Bây giờ thì nó sẽ bằng là từ không cho đến f. Các em chú ý cái vấn đề đó, ta lấy cái tích phân này. Cuối cùng ta có cái phương trình là 4 chấm, ta có cái phương trình là 4.197. Các em chú ý cái vấn đề đó. Từ cái phương trình 4.197 này các em suy ra được này, bây giờ các em suy ra được là cái delta t trên delta t1 là nó bằng ơ mũ, đúng không? Delta t trên delta t1 nó bằng ơ mũ, ơ mũ m nhân k nhân cho f, đúng chưa? Vậy thì lúc này ta suy ra được cái delta t này, mình đang delta t này nó sẽ bằng một cái hàm của f, một cái hàm của f nó bằng là delta t1 nhân cho, tại vì cái này delta t1 dưới này thì mình nhân lên thôi, delta t1 nó sẽ bằng nhân cho ơ mũ, ơ mũ m nhân kf nhân cho f, được chưa? Bằng f. Và lúc này ta lấy cái, như vậy lúc này ta đi tìm cái nhiệt độ trung bình nha. Nhiệt độ trung bình của chúng là bằng 1 trên f. 1 trên f nha các em. Tích phân từ 0 cho đến f của delta t nhân cho d df phết. Df hay df phết, tại vì mình lấy cái vi phân này cho thôi, mình lấy df phết nha các em. Df phết. Và sau đó là ta lấy mà cái delta t này á là một hàm của f phết, thay nó vào, thay cái biểu thức này vào. Thay biểu thức này vào thì ở đây ta sẽ thấy là nó sẽ bằng, ở đây cái delta t1 là hàng số đưa ra ngoài, ở đây 1 trên f nhân cho delta t1 nhân cho tích phân từ 0 cho đến f của ơ mũ nha, ơ mũ m nhân cho k f nhân cho là f nhân cho df. Và các em lấy tích phân này ra, lấy tích phân này ra thì các em nhớ một cái tích phân cho thầy là ơ mũ, tích phân của ơ mũ alpha x nha, ơ mũ alpha x thì nó bằng là 1 trên alpha nhân cho mũ alpha x. Các em chú ý cái vấn đề đó, tích phân. Từ cái đó thì các em lấy ra, từ công thức đó các em lấy ra thì ở đây ta sẽ có này là delta t1 trên cho là m nhân cho kf nhân f. Nó sẽ bằng ơ mũ m kf nhân f hết, chạy từ không, cạnh từ không cho đến f, và thay nó vào đây thì cuối cùng ở đây ta sẽ có là gì? Ta sẽ có là delta t1 trên cho m nhân cho kf nhân f, được chưa, nhân cho ơ mũ m kf nhân f trừ đi một, thế vào thế f vào đây, thế không vào đây, không vào đây, ơ mũ không bằng một thì nó bằng trừ đi một, được chưa, ơ không trừ đi một bằng một. Và ở đây các em chú ý nè, được chưa, m kf nhân f, đây m kf nhân f là bằng cái gì, mkf nhân f nó sẽ bằng log đi 3 của delta t2 trên delta t1, thay nó vào, được chưa? Và ơ mũ mkf nó sẽ bằng là t delta t2 trên delta t1, thay nó vào, thay 4.195, 4.196 vào thì ta sẽ được cái phương trình. Như vậy cái delta t trung bình của mình là bằng delta t2 trừ đi delta t1 trên cho log đi 3 của delta t2 trên delta t1, các em thấy chưa? Đấy à. Và nó sẽ bằng, thầy viết lại ở cái dạng này, phương trình là 4.201. 4.201 là mình tính cái nhiệt trung bình em, độ chuyển lên, nhiệt độ trung bình logarit giữa hai dòng lưu chất nóng và lạnh. Các em nha. Ở trong này là delta T1, delta T2 trừ delta T1 trên log đi 3 của delta T2 trên delta T1. Và các em cũng có thể viết lại là nó cũng bằng là bằng luôn đó, là delta t1 trừ đi delta t2 trên cho log t3 của delta t1 trên delta t2. Nếu như mà đổi lại thì nó đổi ở dưới luôn, là delta t1 mà trừ delta t2 thì dưới này nó bằng là delta t1 trên delta t2. Các em chú ý vấn đề đó. Delta t1 bằng cái gì? Delta t1 đó là nó sẽ bằng là độ chênh lệch nhiệt độ ở dòng lưu chất nóng và lạnh ở mặt cắt 1, được chưa? Delta T2 là độ chênh lệch nhiệt độ nóng và lạnh ở mặt cắt 2, dòng lưu chất nóng và lạnh ở mặt cắt 2, được chưa? Các em thấy vấn đề đó chưa? Đó. Rồi, tương tự như vậy thì đối với cái xuôi dòng cũng vậy thôi, thì ta cũng hoàn toàn áp dụng được cái công thức này, không thay đổi cái gì hết nha. Đây là T1 thì nó sẽ bằng là độ chênh lệch nhiệt độ
ở mặt cách một của dòng lưu chất nóng và lạnh. Và delta T2 thì độ chênh lệch nhiệt độ giữa mà tại mặt cách 2 của giữa dòng lưu chất nóng và lạnh luôn. Ừ, các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy nha. Và thế vào cái công thức 4.201 này, các em tính toán được cái độ chênh lệch nhiệt độ trung bình nha. Độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit, mà khi tính toán cái độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit này, các em thấy vào cái phương trình là 4.188 để các em tính toán cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Từ đó mới tính toán thiết bị truyền nhiệt được, thiết bị trao đổi nhiệt được nha. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt và từ đó tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt. Dễ dàng. Các em chú ý vấn đề đó. Như vậy quan trọng ở đây là mình đã đi xong rồi, mình tính toán độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit giữa hai dòng lưu chất nóng và lạnh nha các em. Đó. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy, được chưa? Vậy là, như vậy là đối với xuôi dòng, thì delta T max này nha, delta T max này là nó chính là bằng delta T1. Đối với xuôi dòng này delta T max là bằng delta T1. Còn đối với ngược dòng là delta T max là bằng delta T min. Delta T min là delta T2 nha các em, delta T2. Đó. Là vào hai dòng lưu chất vào đối với xuôi dòng đó là max, còn hai dòng độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai dòng lưu chất ra là min. Cho nên là ở đây là các em áp dụng là cái delta T max, delta T max trừ delta T min trên log đi ba của delta T max trên delta T min. Còn đối với ngược dòng thì sao? Ngược dòng thì mình không biết là delta T một và delta T hai này là giá trị nào nhất, giá trị lớn nhất. Thì ở đây á thì lấy này, delta T max thì nó sẽ là giá trị lớn nhất một trong hai giá trị này. Thấy chưa? Giá trị nào lớn là delta delta T1 là nó sẽ bằng là T1 phép trừ đi T1, delta T2 bằng T2 phép trừ đi T2. Mình không biết hai cái giá trị delta này nào là lớn hơn, cho nên thầy sẽ lấy max trong là giá trị lớn nhất trong hai cái giá trị này là làm giá trị là delta T max, được chưa? Đó, delta T max. Và sau đó cái giá trị còn lại chính là delta T min thôi, và mình áp dụng cái công thức này tại vì nó có hai giá trị thôi. Một cái giá trị kia là max thì giá trị còn lại là min. Thì nó sẽ bằng là delta T max trừ đi delta T min trên log đi ba của delta T max trên delta T min. Mình viết ở công thức là 4.204 là cái phương trình này ở dạng tổng quát, viết là áp dụng cho cái xuôi dòng và ngược dòng nhé, áp dụng cho xuôi dòng và ngược dòng luôn. Bây giờ các em thấy không? Bây giờ ta đi qua cái hai dòng lưu chất chuyển động chéo nhau thì sao? Chéo nhau nó khó hơn này, bây giờ chéo nhau khó hơn. Thực sự ra mình chéo nhau thì mình sẽ nhân cái hệ số hiệu chỉnh thôi. Đó, nhân hiệu số hiệu chỉnh. Các em thấy nè, nhiệt độ trung bình của hai dòng lưu chất nóng ngoài nhau trung bình á, nhiệt độ trung bình của hai dòng lưu chất chéo nhau thì nó chính là bằng hệ số điều chỉnh là epsilon delta t nhân cho là độ chênh lệch nhiệt độ trung bình trong trường hợp ngược dòng. Trong trường hợp ngược dòng thì mình tính theo cái công thức là 4.204, được chưa? 204 là có nghĩa là ở đây nó bằng là độ chênh lệch là cái hệ số hiệu chỉnh cái delta t, epsilon delta t nhân cho gì? Delta t max trừ đi delta t min trên cho log đi ba của delta t max trên delta t min. Trong đó là delta t max và delta t min là tính theo cái trường hợp ngược dòng em, ngược dòng nhưng phải xuôi dòng, tính theo trường hợp ngược dòng phải xuôi dòng, được chưa? Từ đây này cho nên là delta t độ chính là nhiệt độ delta t t trung bình trong trường hợp ngược dòng nó sẽ bằng là delta t max trên delta t min nhân cho chia cho log đi ba của delta t max trên delta t min. Đây là độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit của hai dòng lưu chất nóng và lạnh tính toán cho trường hợp ngược dòng. Các em chú ý cái vấn đề đó nha. Đối với chéo nhau, và lúc này á là cái delta t ngược dòng này mình tính được rồi, nhưng mà bây giờ là hệ số hiệu chỉnh này mình tính như thế nào? Thì hệ số hiệu chỉnh này nó là bằng f của hai tham số b và q, b và r nhé, hai tham số b sợ người ta gọi hệ số hiệu chỉnh theo cái phương trình là 4.2206. Vậy thì b tính như thế nào và r tính như thế nào? Bây giờ là r này nó được tính theo cái công thức, đúng chưa? Nó được tính theo công thức là độ chênh lệch nhiệt độ của dòng của đầu vào đầu ra của dòng nóng trên cho độ chênh lệch nhiệt độ của dòng đầu vào đầu ra của dòng lạnh. Các em thấy chưa? Độ chênh lệch nhiệt độ đầu vào và đầu ra của dòng nóng chia cho độ chênh lệch nhiệt độ đầu vào đầu ra của dòng lạnh. Các em chú ý cái vấn đề đó là ra R. Đó.
Đấy, rồi các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy nha. Đó. Thấy không? Độ chênh lệch nhiệt độ giữa đầu vào đầu ra của dòng nóng chia cho độ chênh lệch nhiệt độ đầu vào đầu ra của dòng lạnh. Thì giờ thì ra 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 cái R này. Rồi. Thứ hai là B nó như thế nào? B được tính toán như thế nào? B được tính toán là độ chênh lệch đầu vào đầu ra của dòng lạnh chia cho cái giá trị delta T max, giá trị lớn nhất. Và cái delta T max á, lớn nhất này nó bằng một trong những trong cái tham số này, các em ghi như vậy các em nhớ. Thay vào đây thì ta tính ra được B. Được chưa? B này là một trong cái giá trị lớn nhất, một trong những cái bốn cái thông số này thôi, tham số này thôi. Đầu tiên là ta có là T1 phép trừ đi T1. T1 phép trừ đi T1 là tài mặt cách 1 của dòng lưu chất nóng và lạnh, thấy chưa? Và T1 phép trừ đi T2 là tài cái này là nhiệt độ tài mặt cách 1 của nóng, thấy chưa? Trừ đi cái nhiệt độ đầu ra của dòng lạnh, thấy chưa? Đó, và T2 phép trừ đi T1 và T2 phép trừ đi T2, đó bốn cái trường hợp này. Sau khi tìm ra R và B rồi, các em sẽ thay vào đây, thay vào cái F này, cái F của hàm này ta tra được trên cái đồ thị, ta tra được cái epsilon hiệu chỉnh, epsilon delta t hiệu chỉnh. Đây, cái trục dưới này á, là trục B, còn những cái đường cong này là R, các em thấy chưa? Và bên này á, cái trục tung này á, là chính là hệ số hiệu chỉnh epsilon delta t. Ví dụ như mình đã tính toán được nha, thầy nói tính toán được B nó bằng 0,4 và R, B bằng 0,4 và R bằng 1,5 đi chẳng hạn. R 1,5 này chính là đường này rồi. R 1,5 và B nó bằng 0,4 là nó đây, các em giống lên đây. Vậy thì đường R 1,5 cách 0,4 tại điểm này phải giống qua đây, tức là hệ số hiệu chỉnh bằng 0,8, các em thấy chưa? Để nhắc lại này, nếu như các em tìm được B là bằng 0,4, R là bằng 1,5, B bằng 0,4 nằm đây này, các em thấy chưa? Nằm đây 0,4. R 1,5 là đường này. Hai đường này giống lên cách nhau tại một điểm nằm đây. Các em giống qua đây thì nó có hệ số hiệu chỉnh bằng 0,8, các em thấy chưa? Để như vậy thì muốn tính được cái hệ số hiệu chỉnh ta phải tính được B và R, thấy chưa? BR. Và bên này á, cái đồ thị này nó tương ứng cho cái mô hình. Mô hình chéo nhau ở bên này, các em thấy không? Thì các em thấy mà khi thiết kế cái mô hình nào thì các em tìm tra cái đồ thị đó nha. Ở dưới này là cái mô hình khác, ở dưới này cũng là cái mô hình khác, đấy chưa? Và dưới này cái mô hình khác, đấy chưa? Và khi nhưng mà phải biết được là R và B để các em. Rồi mà khi biết R và B rồi, ta tìm ra được epsilon, được chưa? Epsilon, thay epsilon vào đây thì ta tìm ra được cái độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit trong trường hợp hai dòng lưu chất nóng và lạnh này chuyển động chéo nhau, đấy chưa? Và khi có chéo nhau xong xuôi rồi, ta tìm ra được cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt ngay, được chưa? Các em chú ý vấn đề đó. Rồi, sau khi tính xong cái nhiệt độ trung bình logarit rồi, bây giờ ta đi xác định diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt F nó sẽ bằng này N ống. Bây giờ mình mới xét một ống thôi thì N ống nhân cho gì? BD, BD là chu vi của BD là cái chu vi của cái ống trao đổi nhiệt em, nhân cho chiều dài của trao đổi nhiệt là diện tích truyền nhiệt của một ống. Mà đây có là cái thiết bị nó có N ống thì phải nhân cho N. D là được tính như thế nào? Là đường kính trong cộng cho đường kính ngoài chia đôi, là nhìn đường kính trung bình này, được chưa? Và sau đó là mình tính F này, và F này được xác định là Q chia cho là hệ số truyền nhiệt nhân cho là độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit, nó chính là bằng cái nó bằng N nhân cho B D L. Từ đó mình tính ra số ống nhỉ? Tại vì D mình biết, L biết, tính ra số ống. F mình đã biết rồi, được chưa? F là do mình tính theo toán theo công thức, được chưa? Và cuối cùng ta có một cái phương trình là 4.211, mình tính toán ra số ống này, được chưa? Dễ không? Em thấy chưa? Như vậy tóm lại, mình học về thiết bị truyền nhiệt để làm gì? Thứ nhất là mình đi phải tính năng lượng trao đổi. Muốn tính năng lượng trao đổi, mình phải biết được là phương trình cân bằng năng lượng, được chưa? Đấy. Đấy, phương trình để mình tính ra quy. Bây giờ tính ra quy để làm gì? Để mình tính F, tính diện tích. Thứ hai, đó, tính quy. Thứ hai là mình đi tìm
cái diện tích trao đổi nhiệt, mà muốn đi tìm diện tích trao đổi nhiệt là đi tính độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit của hai dòng lưu chất nóng và lạnh, kia. Mà muốn tính cái độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit thì nó sẽ áp dụng theo cái công thức này, áp dụng cái công thức là 4.204, áp dụng cho công thức 4.204 cho hai trường hợp là xuôi dòng và ngược dòng luôn, được chưa các em nhé. Và đối với trường hợp hai dòng lưu chất nóng và lạnh chuyển động chéo nhau thì ta áp dụng là 4.205, công thức 4.205. Trong khi đó là hệ số hiệu chỉnh là epsilon delta t được tra theo cái hàm là b và r, mà b và r và b và r được tính theo cái công thức là 4.207, 4.208 nha các em. Và lúc đó ta có những cái đồ thị để tra, đồ thị hình 4.23a, 4.23b, 4.23c và 4.23d, được chưa? Sau khi có xong xuôi rồi ta thay vào, ta tính toán ta tính toán được cái độ chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit của dòng lưu chất xuôi dòng, ngược dòng hoặc chéo nhau được hết. Và khi có nó rồi ta thấy ngược trở lại, thấy ngược trở lại vào cái công thức 4.188 ta tính được cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt, được chưa? Và khi tính toán diện tích bề mặt trao đổi nhiệt thì vô lẽ cái thiết bị truyền nhiệt có một ống thôi, lỡ nó có nhiều ống thì sao, mình phải tính toán chứ, đúng không? Tính toán nhiều ống. Để như vậy thì mình sẽ áp dụng cái công thức dưới này để mình tính toán nhiều ống. Đó. Thiết bị nó có nhiều ống thì mình tính toán. Như vậy thì ở đây mình sẽ tính toán được cái số ống trao đổi nhiệt là theo cái phương trình là 4.211. Mà để tính toán cái số ống này thì mình phải biết được cái đường kính ống trao đổi nhiệt phải cho trước, được chưa? Chiều dài của ống trao đổi nhiệt phải cho trước. Đường kính ống trao đổi nhiệt mình lấy thường lấy theo đường kính ống trung bình là bằng đường kính trong cộng cho đường kính ngoài chia. Ống trao đổi nhiệt á có bề dày, em nó có bề dày giống như bề dày vật trụ, nó có đường kính trong và đường kính ngoài. Vậy đường kính trong cộng đường kính ngoài chia đôi ra chính là đường kính của ống trao đổi nhiệt, là mình lấy đường kính trung bình của chúng nha các em. Đó, L là cái chiều dài hay là đường sinh của ống trao đổi nhiệt, từ đó mình tính. Như vậy ở đây nó có một số bài tập câu hỏi để thầy ôn lại lý thuyết thôi, được chưa? Và thầy đã làm các bài tập mẫu cho các em là bài 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 và 4.7 và 4.8 và 4.9. Như vậy thì thầy sẽ làm lấy 5 cái ví dụ bài tập, thì các em xem về xem lại cái bài tập ví dụ của thầy dạy cũng rất dễ hiểu nha. Rồi để các em làm, thầy giải cho 5 cái bài tập thì thầy phải đề nghị lại các em giải lại cho thầy 5 bài tập, được chưa? Thầy ra ví dụ 5 ví dụ thì thầy sẽ đề nghị các em giải cho thầy là 5 bài tập. Bài tập là 4.1 cho đến là 4.9 nhé. Rồi, như vậy là cái chương này đã kết thúc. Các em cố gắng về nhà xem video, nếu bài giảng của thầy mà thầy giảng cho anh không hiểu thì các em có thể tua lại và xem đi xem lại nhiều lần để cho hiểu. Và sau đó các em tính toán và làm bài tập cho thầy nộp đúng hạn. Chào các em, bài giảng tiếp theo là ở chương 2.